Bộ phim Tuế Tuổi Thanh Liên. Tập 22. Công tử dùng trà. Công tử, cứ mỗi tối là người cầm củi trong thư phòng, chính sự bộn bề. Ta không cầm củi thì ai thay cho? Ngươi à? Chính sự hệ trọng, nhưng có một số việc không thể lơ là. Nô tài cũng không thay thế được. Cảnh đêm tuyệt hảo thế này, nô tài nghĩ công tử nên ra ngoài nối thêm hương hỏa. Tên nhãi này cũng biết thế nào là cảnh đêm tuyệt hảo. Được, đến đi Ti Cư. Công tử, chuyện là Diễm Vân vừa đến báo rằng Liêu phu nhân lại không được khỏe. Lại không được khỏe. Tiểu thư mang thai mới đó đã hơn 3 tháng rồi, vẫn phải giấu tiếp à? Còn đang trong bụng đã được đeo rồi. Lo lắng chỉ thêm rối bời, mong thánh thần phù hộ vậy. Bây giờ còn chưa rõ, nhưng đứa bé lớn càng ngày càng nhanh, cứ quấn tiếp như thế này làm sao bé chịu nổi. Bất đắc dĩ phải ra ngoài mới quấn một lúc thôi, nó chịu được chút thiệt thòi này. Nó là con cháu của Hạ gia, còn mang dòng máu của Lạc Thanh Liên ta, nó có thể chịu được. Đứa bé chịu được chứ nô tỳ sắp chịu không nổi rồi. Phu nhân ơi, phu nhân, người không biết chứ, người từ chối thì tạm suốt, công tử không nói gì người cả, nhưng mỗi lần nô tỳ đến báo, tim của nô tỳ như muốn nhảy ra ngoài luôn. Người không biết đâu, công tử nhìn nô tỳ mắt cứ gườm gườm, mặt thì hầm hầm. Nô tỳ bị ngã ấy dọa chết khiếp thế ạ. Cố chịu thêm ít lâu nữa, đợi tình hình thai nhi ổn định hơn, nắm chắc phần thắng hơn. Công tử đến. Sao mà ốm nặng thế này? Công tử, thứ cho tiếp không thể xuống giường hành lễ được. Còn hành lễ cái gì nữa? Bị sốt à? Để ta xem nào. Có sốt đâu. Ngươi đắp chăn dày thế này cho tiểu thư, cơ thể khó chịu thì làm thế nào? Công tử, thiếp thấy lạnh quá, buồn ngủ nữa. Được, thế nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tôi Nam Xuân, đi thôi, đi. Công tử, Liên cô nương bị ốm mà sao người vẫn vui thế? Tên ngốc này, người không nhận ra sao? Nàng ấy đang giả ốm. Đi luôn à? Vô lý. Bình thường toàn ở mãi mới đi, hôm nay sao thế nhỉ? Sao phải giả ốm mà? Còn vì sao được nữa? Trong chăn của nàng ấy có một ít vải. Vải? Vừa rồi có nhìn thấy gì không? Chắc là chưa thấy đâu. Tưởng là ta không thấy. Nhà đầu ngốc nghếch này đang may áo cho ta. Phu nhân muốn may áo cho người, phải? Nhà đầu ngốc nghếch này bình thường ít sợ đến nữa công, không ngờ nàng ấy lại có tấm lòng. Bảo sao nàng ấy cứ tránh ta suốt, thì ra là muốn cho ta một bất ngờ. Ôi trời, ta thật sự trách oan cho nàng ấy rồi.
Không được, công tử, hồi đó nhờ Cẩm Vương mama chăm nom dạy bảo, nàng ấy phụng nhất là nữ công. Tài chân lóng ngóng, nhỡ bị đâm vào tay thì sao? Vậy phải làm thế nào? Đợi một lát. Ngươi á, chọn lấy vài chiếc đê tốt đem cho nàng. Rõ thưa công tử. Công tử, lỡ nàng ấy đâm vào tay rồi. Đâm vào tay rồi thì làm thế nào? Làm thế nào đây? Đúng rồi, chọn một ít thuốc bôi thượng hạng đưa qua luôn. Rõ thưa công tử. Công tử à, với tính nết của nha đầu này, nàng ấy sẽ không thức thâu đêm may cho ta chứ. Ngươi phải chọn một ít nến tốt, không được làm hỏng mắt nàng. Rõ thưa công tử. Công tử, nhà đầu, có tấm lòng này của nàng cũng không phí hoài. Cảnh đêm tuyệt hảo thế này, tại sao công tử lại thưởng cho phu nhân những thứ này? Ta biết rồi, không phải phu nhân bị sốt, mà là công tử bị sốt. Cô nương, công tử lại đến Liên Phi Cư rất lâu rồi, công tử không đến thăm cô nương. Vậy thì có sao? Xử lý sạch sẽ những việc trước đây chưa? Cô nương yên tâm, chắc chắn kính như bưng. Vì ta cần làm bây giờ là một chữ vững. Chỉ cần đứng vững, mọi thứ đều là của ta. Trước đây nghe Phiên Bách Lý kể, hắn từng thấy Kỳ Lân con gì đó trong mơ. Bổn vương không tin chứ. Nhưng đêm qua, đêm qua bổn vương đã thật sự mơ thấy con Kỳ Lân đó quả là sinh động như thật, thậm chí bổn vương có thể vẽ ra được. Quan Tư Bốc có. Vương gia, giải thích giấc mơ này thế nào? Bẩm vương gia, giấc mơ đại cát này là điềm lành. Điềm lành, đúng vậy. Mơ thấy chú Kỳ Lân nhỏ lại ở bên phụng dưỡng. Đây là điềm báo về người đối giỏi vương gia, sinh sôi nảy nở, có người thừa kế. Có người thừa kế nghĩa là vương tôn kế thừa tước vị của bổn vương sắp ra đời, đúng không? Vương gia anh minh. Tốt. Công tử của Hạ gia, ai trong số thầy thiếp của các con đã mang thai thế? Không biết việc công tử nào may mắn gặp chuyện vui mừng thế này nhỉ? Phải đấy, có biết đâu. Tứ ca, phải quân không? Phải đệ không? Làm sao là đệ được? Lão Ngũ, phụ thân, nhà con có à? Chuyện vui lớn thế này chắc chắn con cũng muốn có. Nhưng gần đây công việc bận rộn, con không để ý à? Chưa có. Thế thì cố gắng lên. Vâng, thưa phụ thân. Vô Đức Thường, có. Ngươi dắt theo người đi một chuyến khắp các phủ công tử. Thưa các phu nhân, vừa rồi phu tổng quản đến đã ghé kinh thu viện, đích phu nhân lệnh cho tất cả phu nhân tới đó. Chuyện gì thế? Chuyện vui đấy à? Việc người mang thai khéo không giấu được nữa rồi, bị lộ rồi ư? Là nô tỳ nghe phong thanh vương gia mới thấy chú Kỳ Lân con màu vàng, quan tư bốc phán là điềm lành. Tiểu thư à, vị nằm trong bụng người mai này là tiểu vương gia đấy. Theo nô tỳ thấy, giờ đi báo cho công tử biết luôn. Không được, vẫn không được nói. Cờ đến tay mà chúng ta vẫn không phất à? Muội muội hãy nghĩ kỹ đi, mang theo điềm lành ra đời
thật sự là vinh quang, không hề tầm thường đâu. Tất nhiên phải bảo vệ thai nhi, nhưng nếu vì bảo vệ thai nhi mà lỡ mất dịp tốt, e là lợi bất cập hại. Muội muội biết hai tỷ tỷ tốt với muội, nhưng các tỷ có biết bất kể ở phủ công tử hay vương phủ, kỵ nhất điều gì không? Kỵ nhất một chữ: tham. Người tham lam dễ để lộ sơ hở nhất. Điềm lành hấp dẫn lắm chứ, nhưng cũng sẽ phơi bày yếu điểm ra. Có lẽ đây là thử thách mà ông trời dành cho ta. Ta phải vững vàng, nhất quyết không cho nam dư trân có mảy may cơ hội làm hại ta. Lão nô chạy khắp các phủ công tử, cuối cùng là hai bàn tay trắng ra về. Quả là vội lòng mong ngóng của vương gia. Có khi nào là thời công tử không? Quan Tư Bốc nói phải là mới mang thai được tính, cũng thật sự kỳ lạ. Quan Tư Bốc nói chắc như đinh đóng cột, nhưng mà các phủ công tử lại im thinh thích. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc quá. Chuyện này sao có thể muốn là được chứ? Ứng với điềm lành đương nhiên là tốt, nhưng nếu phủ công tử không có được cái phúc này thì cứ sống thư thái vậy. Tiễn đến đây thôi, lão nô xin ra về. Trở về chắc chắn sẽ làm vương gia cục hứng, nhờ tam phu nhân lưu ý cho. Rất có thể ai đó đang mang thai mà chưa phát hiện ra. Người nào đang mang thai không đơn giản chỉ là có phúc thôi đâu. Cô nương, cơ hội trời cho kìa, người còn đợi gì nữa? Xem kịch là phải xem Trân phu nhân cơ. Bao ngày nay có thấy cô ấy nôn ói gì đâu. Điềm lành vừa xuất hiện đã có dấu hiệu ngay. Bây giờ tỉnh xu quán chẳng được như xưa. Khéo mắt ói thế này là do ăn vào khó chịu đấy. Trật tự, các muội không sợ phu tổng quản chê cười sao? Phu tổng quản, việc này không thể qua quýt, nhờ ông cho người kiểm tra. Trần Nghi Quang, làm phiền ngài. Mời Trân cô nương. Trân cô nương, chúc mừng Trân cô nương, chúc mừng tam phu nhân, đích thực là mạch tượng của thai nhi 2 tháng. Thật chứ? Hoàn toàn chính xác thưa vương gia. Tốt, 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 tốt. Đúng là trời xanh phù hộ ta. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Trời phù hộ vương gia, trời phù hộ khúc lưu. Tốt, tốt. Đúng là trời phù hộ khúc lưu. Thai mang điềm lành đủ cho nam dư trân vực dậy. Rõ là kẻ ác mà sao cứ gặp may suốt. Chưa rõ có phải là may mắn hay không đâu. Theo như ta biết, gần đây công tử bộn bề công việc, lâu rồi không để cô ta thị tẩm. Chẳng lẽ cô ta dám giống như phu nhân trước đây, cả gan mang thai giả? Có phải thai giả hay không? Đến một nơi là biết ngay. Thiếp xin thỉnh nàng phu nhân. Thường ngày ít người tới đây, hôm nay thì cực kỳ náo nhiệt. Xem ra không chỉ mình ta đa nghi đâu. Đây là những thứ
các muội muội muốn. Lần cuối cùng Nam Dư Trân thị thẩm là 2 tháng trước, rất khớp với thời gian mà Yêu Quang nói. Liên Nhiên, đợi đã. Muội muội, ta đã xem kỹ sách son, bọn ta phát hiện ra một chỗ rất khả nghi. Ả tiền nhân này đáng chết thật. Rõ ràng của ta là con dao mà chúng ta cắm bên cạnh lão Tam, giờ lại giở trò điềm lành gì đó. Con trai của lão Tam là Tiểu Vương gia, thế còn lão Tam thì sao? Được ban tước An Vương danh chính ngôn thuận à? Phụ thân mừng rỡ, giao luôn cả hung sự của Nguyên Tuyết cho hắn lo liệu. Công tử phải bình tĩnh, giành thắng lợi cuối cùng mới là người chiến thắng thực sự. Càng không suôn sẻ càng phải nhẫn nại. Không nhẫn nại sẽ thành mục tiêu công kích. Không nhẫn nại không thể ăn chắc mặc bền. Những thứ đẹp đẽ tươm tất thường hào nhoáng hư ảo. Việc Nam Dư Trân có thai như vậy, và việc còn lại cũng như vậy. Việc còn lại, Nguyên Tuyết xuất giá. Dùng dằn có than hoán, quyến luyến chẳng dứt tình. Đôi tỳ khuyên quận chúa nên chấm dứt thì hơn. Không lẽ phụ thân lại nhắc đến việc thành hôn? Ván đã đóng thuyền, hôm nay vì chuyện điềm lành mà Vương gia thiết yến tiếp đãi quan viên, Tề Lương Vũ nhân cơ hội này nhắc đến việc hôn sự của hai nhà. Ai ngờ Vương gia đang cao hứng, bèn đồng ý luôn. Phải, sao có thể không đồng ý chứ? Nói cho cùng thì ai ai chẳng thích chuyện tốt thành đôi. Đừng, đừng, đừng. Cái tên điên nhà ngươi chứ có làm loạn nữa. Đến lần nào ta đánh lần đó, còn đến nữa là đánh gãy chân ngươi. Cút ra ngoài, người nào phải giữ đây là... Ta không phải tên điên. Ta không phải tên điên. Ta chỉ là một kẻ si tình mà thôi. Ta đã đi khắp các tiệm son phấn to nhỏ khúc lương, chỉ để tìm một nữ tử có mùi hương trên người. Kẻ si tình. Liên Nhiên, đừng trách ta. Ta không thể làm liên lụy muội. Đừng trách ta. Đừng trách ta. Viên xúc sắc gắn hạt đậu đỏ, từng từ khắc cốt, biết chăng hỡi người. Quận chúa, đúng là nói năng bát nháo, không biết liêm sĩ mà. Ngươi có thấy không? Lại còn nói không phải là kẻ điên. Ngươi có thấy không? Các người có thể giúp ta không? Các người có ai thấy thì báo cho ta một tiếng. Chúng ta mau đi thôi, chớ để chuyện hỗn tạp này làm bẩn tai người. Có thể tự ý làm một kẻ điên cũng là một hạnh phúc đấy chứ. Đi thôi. Có thấy không? Các người, các người có thấy không? Các người có từng thấy không? Phu nhân, hôm nay thời tiết rất đẹp, người có muốn đôi tỳ cùng người ra ngoài tản bộ một chút không? Không đâu. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng dưỡng thai. Phu nhân,
Ngươi nói sao? Không phải ngươi đã nói xử lý sạch sẽ rồi sao? Chạy khắp tiệm son phấn cả thành để tìm phấn trang điểm sao? Đúng vậy. Không, hắn đúng là tìm chết mà. Quận chúa, để nô tỳ đi tìm Lữ tiên sinh. Lữ tiên sinh có nhà không? Lữ tiên sinh! Lữ tiên sinh! Lữ tiên sinh, quận chúa nhà ta tới. Quận chúa đừng làm những việc tay chân này. Nếu không phiền thì vào trong uống một tách trà đi. Quận chúa, quận chúa, không được. Cũng phải, quận chúa trở bát cho một tiện dân, há chẳng phải sẽ tổn thương tính mạng huynh sao? Vương phủ sẽ vì thế mà xấu hổ, bách tính cũng sẽ vì thế mà chê cười. Rốt cuộc không thể là một nữ tử bình thường, không thể giúp huynh quét dọn sân vườn, giặt giũ nấu cơm. Sau này chớ nói là duyên phận như thế, chị em muốn gặp mặt cũng chỉ có thể gặp nhau trong mộng mà thôi. Quận chúa, phụ thân đã định hôn sự cho ta rồi. Ngày mai ta sẽ xuất giá. Vậy xin chúc mừng quận chúa. Chúc mừng quận mã. Quận mã ư? Quân ấy à? Mãi mãi không nói được lời ta muốn nghe. Vậy quận chúa muốn nghe điều gì? Muốn nghe quân bảo ta cầu xin phụ thân hủy bỏ hôn sự, bảo ta lấy quân. Quận chúa đừng tùy hứng. Tùy hứng ư? Đêm qua ta để chân trần đi đến từng ngóc ngách trong trạch viện. Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói ở đó đều không chấp nhận ta tùy hứng. Ta ngồi trên bậc thềm cả một đêm. Đối với nơi mà ta đã sống mười mấy năm, rốt cuộc ta không hề lưu luyến. Ta chỉ một lòng muốn đến nơi này của huynh. Ta thật sự muốn tùy hứng một lần. Chỉ cần quên đồng ý cưới ta,
thay. Quỳnh chải tóc cho ta đi. 3000 sợi tơ tình, 3000 mối tương tư, đều lưu lại vào ngày trước khi quận chúa kết hôn. Viên xúc sắc gắn hạt đậu đỏ, tương tư khắc cốt biết chăng hỡi người. Ta biết mối tương tư của Quỳnh, nhưng mối tương tư của ta thì lại không ai đoán hoài. Lữ tiên sinh, xin thỉnh tội với Tô công tử. Đồ vật trước đây công tử đưa tại hạ, hay là bị người đem đi nơi khác rồi? Đem đi đâu? Vương phủ. Lần này Tứ ca tới là có chuyện muốn nhờ. Tứ ca có chuyện gì vậy? Tứ ca muốn đem một thứ ở chỗ này của muội đi. Nguyên Tuyết, vật này vốn là của Lữ Bất Nhật, giờ muội lấy người khác mà vẫn mang theo thứ này đi theo thì không được tiện lắm. Dù lời Tứ ca nói là giả dối, Nguyên Tuyết cũng nguyện coi đó là chân thành. Nhưng bình rượu này không liên quan tới Tứ ca. Kiếp này của Nguyên Tuyết trước đây trân trọng nhất chính là khóa bách tuế phụ thân đôi muội. Nhưng sau này thì chính là nó. Nguyên Tuyết, coi như Tứ ca cầu xin muội, hôm nay muội đưa nó cho ta, sau này Tứ ca sẽ giải thích rõ ràng với muội được không? Mời Tứ ca về đi. Thứ này không ai được chạm vào. Đây là Lôi Công Đằng. Sao Tứ ca lại đưa ta thuốc độc? Giờ muội đã biết tại sao ta nhất định phải lấy bình rượu này chứ. Thật ra người cần nó không phải ta, mà là Lữ Bắc Dực. Hắn ngựa không dừng phó tới tìm ta, bảo ta nhất định phải lấy bình rượu này về. Muội biết hắn nói với ta những gì không? Lữ tiên sinh, quận chúa bảo ta giao cái này cho ngài. Nguyên Tuyết, từ lúc lọt lòng đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy ánh trăng bên ngoài. Nơi mà ta sống là một nấm mồ đắp bằng trang phục lộng lẫy và trang sức ngọc ngà. Chỉ có một cách rời khỏi đó, ấy là cưới một quan chức quý tộc chưa từng gặp, rồi dọn đến một nấm mồ khác. Nguyên Tuyết, Lữ Bất Dật, đây là tâm trạng bây giờ của người sao? Hắn nói người giống như quần chúa, câu nào câu đó đều nói yêu hắn. Giờ lại làm thê tử người khác. Nữ tử như vậy, dù chỉ nghĩ thôi,
hắn cũng thấy vô cùng dơ bẩn. Dơ bẩn? Quỳnh ấy nói ta dơ bẩn. Nguyên Thuyết, tôi cả biết mùi băng thanh ngọc khiết, không để tâm vàng bạc châu báu gì. Có lẽ thứ này mới là của hồi môn tốt nhất của muội. Không, lừa bất giật. Không phải Quỳnh, lời của tứ ca không lừa được ta. Nhưng lời Quỳnh ấy nói không phải cũng là sự thật sao? Nữ nhi bất hiếu, không thể hậu hạ bên gối phụ vương. Những mong phụ vương bảo trọng thân thể, chớ vì con gái mà suy nghĩ. Con gái lớn rồi, rốt cuộc cũng phải kết hôn. Kẻ làm cha như ta tìm cho con một quần mã cũng coi như là anh tuấn ngời ngời. Tin ta đi, con hẳn là sẽ vừa ý. Con vẫn luôn thông minh, yêu cầu cũng cao. Nhưng từ giờ trở đi, đến nhà người ta thì con chính là con dâu nhà người ta. Nhất định phải giữ lễ làm dâu, chớ có lơ là. Chuyện trong vương phủ không cần quan tâm. Phủ quận mã ở ngay khúc lương, lúc nào nhớ phụ thân, mẫu thân thì con cứ về. Nữ nhi xin ghi nhớ lời dạy của phụ vương. Nữ nhi hết lòng tạ ơn phụ vương mẫu thân đã ban cho thân thể này. Tạ ơn phụ vương đã nuôi dưỡng con những năm qua. Bỏ đi đi, đừng để lỡ giờ lành. Đêm qua tôi công tử đến vương phủ lấy rượu, đã lấy được chưa? Chưa lấy được. Tính sau đi. Tính sau? Lúc nào rồi mà tôi công tử còn bình tĩnh thế? Một khi việc này lộ ra, nó sẽ hủy hoại không chỉ toàn bộ cục diện của chúng ta, mà còn cả tính mạng gia quyến của ngài đó. Rốt cuộc ngài đã làm gì với Nguyên Tuyết? Thân là quần chúa khúc lương, muội đã định sẵn là sẽ không thể thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng. Nếu muốn vĩnh viễn thoát khỏi nó, muội buộc phải lựa chọn. Nguyên Tuyết, không được, tránh được. Công tử, sắp đưa đến rồi. Xem ra sự việc tiến hành rất thuận lợi đến mức có chút ngoài dự liệu. Ngoài dự liệu?
Xét cho cùng thì mối hôn sự này không hợp với ý Nguyên Tuyết. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Tránh ra, mau tránh ra, còn nghe ra đó làm gì, còn mau bắt kẻ gian đi. Nếu muốn cứu mạng quận chúa thì mau mau tránh ra. Quận chúa bị trúng độc tính mạng như mành treo chuông, không thể trì hoãn thêm nữa. Về vương phủ. Không có cách nào sao? Loại độc quận chúa dùng, độc tính cực mạnh, liều dùng lại cực lớn, thật sự rất nan giải. Đúng vậy, đêm qua khi kiểm đếm thuốc ở Lương Y Thự, phát hiện đúng là bị trúng mất khá nhiều loại độc này. Ai ngờ lại bị quận chúa lấy đi. Dùng nhiều như thế thì đúng là không thuốc nào cứu nổi. Lương Y Thự, việc cấp bách nhất hiện giờ là tính mạng của quận chúa Lữ Bất Nhật. Ngươi tinh thông y thuật, có cách nào không? Có cách nào không? Chỉ có thể thử một chút. Thử thế nào? Lấy độc trị độc tuyệt đối không được. Phải đó công tử suy xét à? Lữ Bất Nhật, trước đây ta tin lầm ngươi, hiện giờ có thể tin được ngươi lần nữa không? Ta có thể vào vương phủ, còn có thể ở bên giường quận chúa, chẳng phải cũng nhờ tính công tử tin tưởng đó sao? Công tử sớm đã tin tưởng ta từ giây phút ta bế quận chúa rời khỏi Kiệu Hoa rồi. Làm theo như hắn nói, toàn bộ hậu quả đều do ta gánh chịu. Xin phụ thân thứ tội, nhi tử làm việc bất cẩn. Phụ thân, Nguyên Tuyết đừng nhắc đến nó. Quân gia, kính phu nhân đang ở bên ngoài cầu kiến không gặp. Dạy ra một đứa con gái không ra gì như thế mà còn dám đến gặp bổn vương. Quân gia, quận chúa sắp không xong rồi, kính phu nhân muốn ngài đi gặp quận chúa một lần. Thứ chữ lão đồ nói một câu đại bất kính, ngộ nhỡ quận chúa gặp chuyện không may, đây có thể là lần cuối cùng gặp đó ạ. Nó không coi bổn vương ra gì, sao bổn vương phải đi gặp nó chứ? Đoàn rước dâu còn chưa vào đến phủ quận mã, nó đã tự vẫn trên Kiều Hoa. Nó làm như vậy chỉ là muốn bổn vương thất tín với Khúc Lương. Từ giờ phút đó trở đi, nó không còn là con gái của ta nữa. Vương gia, xin ngài đi gặp Nguyên Tuyết một lần đi. Giờ nó vẫn hôn mê bất tỉnh, không biết có thể tỉnh lại được không, cũng không biết còn trụ được bao lâu nữa. Vương gia, dù nó trăm ngàn cái sai thì rốt cuộc vẫn là cốt nhục của ngài mà. Ngài thực sự tuyệt tình đến thế sao? Vương gia, cầu xin ngài, cầu xin ngài, cầu xin ngài đó. Vương gia, phụ thân, người không đến lượt con mở miệng. Cầu xin ngài, đây chính là việc tốt mà con làm đó, khiến cho bổn vương thất tính với Khúc Lương, thất tính với trăm họ. Sau này con chớ có gọi bổn vương là phụ thân nữa. Con xin cáo lui trước.